Mến chào cả nhà. Hôm nay do ban miễn cúng dường cơm sườn thầy thích phúc ăn nha cả nhà. Ăn cơm sườn 12 Tết. Cơm ngon chưa? Chúc thầy ăn bạn nha. Nào đi mua thầy 2-3 phần thuốc đau răng coi. Đau nú răng. Đau răng. Cũng đau hết hàm luôn cái nó biết rồi. Nay khởi tiết. Do thời tiết hồi thì nhức mắt hết, hồi cái đau răng hết, ngày mốt cái chết hết. Thầy lại giờ đất nước chúng ta chỉ cần cho một người nữ sao 10 người nữ sống, 10 người nam sống chết hết, chờ 10 người để đẻ từ từ cái đông, chứ giờ đông quá giờ làm sao mà thế giới lặt lại 10 người nam 10 người nữ sống thôi, cái nó đẻ từ từ cái đông thì sống chỉ đông chặt đất này. Ô nhiễm môi trường. Thầy nói cười quá. Thì mỹ nào tu thì sống, nào tu thì chết. Thầy ăn cây được không thầy? Trời ơi, trong đó bộ tao không ngừ hả? Mày chết hết rồi tao là gì? Tao cũng nam. Thầy nghĩ giờ mày cũng nữ. Thầy hằng nào tu thì mày sống, không tu mày chết. Mày giờ mày cầu mày sống đi. Mày sống đi rồi mày sung sướng. Mày sống thì mày nói không có cơm ăn chết còn hơn chết cho mày sợ. Mà chừa lại 10 người thầy đâu có gì từ nào giống được để thầy sống là gì? Để sống chi? Để mấy thầy có mấy tất cả các ni cô với mấy thầy chùa chết hết. Chừa chân để mày sống mày ăn cho sướng. Thầy tụng kinh trước khi ăn thầy. Nhớ mày nhiều chuyện nữa. Tao không tụng tao ăn được không? Dạ được. Cái miệng thèo léo, đàn ông cái miệng như cái bô. Dạ thầy nói gì cũng đúng hết thầy. Ừ, miệng mày cái bô chà bá. Cái bô gì bà chà bá? Nó hay một cục xương này. Còn quá hả? Ăn dường mình dữ lắm thầy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakha vali vaha pula puli pulenti sakalang ayo mai tunang bay tanang bakapati ketang mahitang tumhang kipamai vasame sato sapai pulentu sangkapo janto banayaso yakha sapi diyo viwa santu sapalo kowena sato mate wawat antala yo suki hika yuko kawa akiwa khana sili sani jeng kutha vajaya yino jata lo khama wa tham ti ayupano khang phải là ăn kiến kia nó cắn phải con thai ăn cơm sáng thì kiến tấn cù kiến hai hồng giấy giờ mày cắn đôi tay tao thầy nó không thì nó cắn đâu tao nói đó tao tu tao nói hạt hà ha tao nói giả dối cho mày nghe ông lấy kiến tấn cù tao nói kiến cắn hồng giấy mà kiến hồng giấy có tấn cù đàn ông không lên trèo cây sợ kiến tấn cù thì để cho bà trèo lên coi kiến cắn cái gì để kiến cũng quốc hết nó lùn. Nếu mà không ấy sao nó không hoài da nè. Mà nó chui vô trong không ăn mà thèm cái đó mục đích sống, giả bộ nó đẹp đẹp vậy chứ mà lát cũng quất cái kia. Thèm đó ăn kiến nó cũng thấy đó. Nó cắn nó mới vừa lòng, nó mới hoài dạ. Thầy quy phiêu cái món ăn thì ăn đi thầy. Cơm nghe khô quá nha thầy. Nè cơm tắm mà. Dạ. Trời ơi, thầy đói quá, thầy ăn ngon miệng quá trời. Ngọt quá. Ngon thầy. Tôi bán là bán ngu vậy đó. Bán mà cũng ngu. Sao thầy ngu? Người miền Nam là người ta ăn ngọt nhiều quá thầy. Không có Nam ăn ngọt. Mấy thằng khùng á ngọt không thích. Thầy là... không ăn ngọt nó dễ nha ăn thầy. Rồi như ăn chè á. Chứ mặn quá nó cũng khó ăn. Và là thầy khoái ăn mặn đúng không? Không có. Không có gì mình đừng bỏ đường. Dạ. Thầy mắm thì bỏ miếng đường, đừng bỏ nhiều, nhiều nó cũng thành ngọt. Dạ. Còn thịt cá bỏ đường vô. Dạ. Nướng thì khét. Kho thì nó như chè à, mà chiên thì nó gì khét luôn. Nó có đường vô là chiên cái gì cũng dạ, khét. Đúng rồi, nó dễ bị khét do cái đường á. Ừ. Người ta đa số người ta nướng sườn. Ta khắng màu cũng bằng đường luôn. Cho mật ong vô nó ngọt nhưng mà nó không bị khét đó.
Không mà đừng nói mật ong rồi. Mật ong trời hết trên cây mà cứ suối mật ong rồi họ giết mật ong mà. Chim ban trời mình cũng đòi ăn. Mà sao hạt chim dưới đất này không cắn. Ăn chim chim đất dưới đất rồi còn rồi chim trên trời nữa, thiệt mấy bay ác. Tôi thấy là tao quý rồi chứ loài nào trên trời là tao quý, không bao giờ tao ta bắt. Dạ. Bắt chim là tao phạt rồi mấy. Người ta bảo tồn đúng không thà. Ừ. Dạ. Chim nó bay. Dạ. Nó ví dụ cái cây đó nó mọc lên nó không có trái cái nhờ con chim. Nó lại nó chim chứ bơm bớm, nó bay lại nó đậu hơn hút nhị vẫn khả nhị khả đực. Cái từng cái ra trái. Tụi bay không biết con đâu mà trồng loại trái cây trồng hoa quả nào á, bơm bớm nó lại nhiều á. Lúc đó là ta nói cái giường đó sẽ trúng mánh, nó trái sai, nó hụ phấn. Hụ phấn. Tụi bay đã thăm nhà khoa học tôi nghiên cứu. Trời ơi, quay về nhà em cắt cái con đâu mà bấm một xó, bấm chi cực. Đều tao mua nước, tao uống, tao hỏi càng xin tụi bay, mệt quá. Con nó kỳ nhiều quá trên lỗ tai á, bên hông á. Thầy ở luôn. Tiếng này thầy nuôi sao? Tùm lum. Thầy nuôi kỳ. Tiếng nó giống sư phụ nữa. Phái cắn cu. Cũng tin thì tao ghiền cu. Tao tưởng là tao ăn quá cu. Trời luôn nè. Đang tay nè. Đang cầm miếng sườn mà tưởng tượng không à. Tao ăn cái đầu đâu phá giới rồi mày. Tí quá trời. Bài. Tao ăn cái đầu có phá giới đâu. Dạ. Chừng nào thầy chơi người ta mới. Hỏi hoài. Mà hỏi hoài. Mày ghiền mày xả mấy hàng ghiền. Không tin coi. Mấy cái hàng giới đò vậy đó. Để nguội hết ngon nữa. Trưa là ăn cơm, dạ. Sáng thì ăn gì cũng được, cháo, riêu, hủ tiếu, gì nữa. Chiều cũng vậy, ăn nhẹ. Quy luật đạo Phật á, cấm ăn chiều. Còn thầy chiều là thầy ăn nhiều nhất. Tại chiều á, súc sanh nhà quỷ nó thèm nhiều. Nên tụi con cúng cho thầy ăn nhiều để là thầy ma vương ăn. Buổi sáng là cơm của trời ngời, buổi trưa là cơm của Phật, buổi chiều ngạ quỷ, súc sanh và ma dương nó thèm. Con nói mà lúc mà con đi đâu mà tự nhiên con thèm cái món đó không tin. Một là con ăn, hai con cúng trước đó lát cái hết thèm. Nhiều khi mà quỷ nó thèm cái nó xúi cho mình ăn nó thèm thèm mà mình không cúng cho nó. Cái là mình đăng xô quýnh mình luôn. Nó thì đau răng á, ngậm nước muối ăn không nghe mùi vị, không ngọt không lạt. Đau quá nó mất vị. Ghét nhất mùi ngọt mà cũng nghe. Tại cái vị này nó như đường. Khùng. Thịt mà thịt nướng mà kha đường vô búp đường vô. Cái này mật ong á thầy. Biết sao nướng á. Khét cục thịt rồi nhưng mà thịt chưa chín. Đường nó khét. Vậy bữa sau không có không mua chỗ này thầy ha. Ừ. Cơm ngon thầy. Ngon. Lâu quá rồi sao mới chụp hình? Đi ăn Tết gì thầy nó lên. Ừ. Rồi những người. Dạ thầy. Anh là bên kênh YouTube gì anh? Nguyễn Minh. Kênh nào cũng mới. Có kênh của con gái mà cũ nhất. Cũ đích luôn hết xài được. Mấy kênh này mới tập đó nè.